Rồi, chào quý anh em. Giới thiệu với anh em một cây seri nha, một cây seri rất là khủng luôn. Cây cây này hàng trung và hàng cẩu nha quý anh em. Thì mình sẽ thi quay tổng quan cho quý anh em xem. Xíu nữa mình sẽ thi gần quay gần hơn. Cây này hàng khủng luôn. Cây seri. Cây cũng đang cho hoa luôn, có một lũa cây này cổ thụ luôn. Rất là đẹp. Cây này mình sang thì quay máy đứng nha. Cây seri của anh em. Chi cành cây này đang cho hoa luôn. Chi cành ta nhìn ở dưới rất là đẹp nè. Đây cây này quý anh em nào quan tâm thì chúng ta nghiên cứu. Cây có số điện thoại của anh em nghiên cứu nha, cây khủng lắm. Lũa này là hình như lũa ghép của anh em. Phần này hình như phần ghép nè. Còn cái ring ring của nó là bằng đây. Ring. Cây này hàng cẩu của anh em. Cây này cao cũng phải cây này cao cũng phải 3 mét nha. Mình xem thì đất rất xa của anh em xem. Rất là đẹp. Cây seri.